Xin chào tất cả mọi người. Duy Mạnh đang đứng trên đỉnh núi của khu rừng, một khu rừng rất đặc biệt ở thành phố Dresden của Cộng hòa Liên bang Đức. Nó là khu rừng này, nó là nằm trong cái công viên National Park. Thì đứng ở nơi này, một cái cảnh thiên nhiên hùng vĩ này, thì điều đầu tiên là mình phải cảm ơn trời đất sinh ra được một cái thiên nhiên rất là đẹp, tuyệt vời như thế này. Không còn một cái gì đẹp hơn, mà không còn cái gì tuyệt vời hơn khi đứng giữa thiên nhiên thế này nữa. Thứ hai là Duy Mạnh cũng nghĩ đến một người mẹ của mình. Cảm ơn mẹ đã sinh ra Duy Mạnh để Duy Mạnh được đến đây, đặt chân đến đây để khám phá thiên nhiên cũng như là được giao lưu với tất cả các anh em ở đây. Thì Duy Mạnh muốn gửi tặng đến người mẹ của Duy Mạnh cũng như gửi tặng tất cả những người mẹ một nhạc phẩm về mẹ, đó là nhạc phẩm Mẹ Tôi của nhạc sĩ Trần Tiến sáng tác.